làm, nhiều lần quái xế đông như kiến đổ về quậy. Bảo vệ trẻ trước nguy cơ dị tật do trật khớp háng bẩm sinh. Dùng đất trống trồng nấm rơm, nhiều hộ dân có thu nhập hấp dẫn. Hai nghi phạm chuyên lên mạng tìm nhà có lan đột biến để leo vô trộm. Câu chuyện độc đáo hôm nay, độc đáo vườn cây trên sân thượng 25m². Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Hai ngày 29 tháng 3 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc Nhìn Trưa nay. Thưa quý vị, vừa qua, trên đường Tô Ký, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra tình trạng gần trăm quái xế tụ tập chạy xe gây rối trật tự. Tình trạng này khiến người dân vô cùng bức xúc. Theo nguồn tin phản ánh, quái xế từ nhiều nơi đổ về đường Tô Ký, đoạn giáp ranh giữa xã Trung Chánh và xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để quậy. Nhóm này có nhiều thanh niên sở hữu những chiếc xe được độ chế, chạy với tốc độ cao. Các quái xế đảo nhiều vòng trên đường Tô Ký, đoạn giáp ranh giữa hai xã để chạy xe nẹt vô, bốc đầu, gây rối trật tự. Theo người dân khu vực, từ khi một đoạn đường Tô Ký được nâng cấp, mở rộng thì thường xuyên xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe, gây rối trật tự, khiến người dân nơi đây bức xúc. Thưa quý vị, trật khớp háng bẩm sinh là tình trạng chõm xương đùi của một hoặc cả hai bên khớp háng bị trật ra khỏi vị trí bình thường của khớp háng. Tỷ lệ mắc dị tật này là 1 trên 800 tới 1.000 trẻ sơ sinh. Trật khớp háng bẩm sinh ở trẻ thường không được phát hiện sớm. Đa số các gia đình chỉ đưa con đi khám khi bé đã biết đi hoặc là có các dấu hiệu như đi tập tễnh, một chân yếu hẳn so với chân còn lại, dẫn tới điều trị khó khăn. Cho đến nay, chưa có cách nào để phòng ngừa dị tật trật khớp háng bẩm sinh. Vì vậy, việc phát hiện sớm rất quan trọng trong điều trị trật khớp háng bẩm sinh ở trẻ. Cái bệnh này thì rất là nhiều, chứ không phải không có. Ở khoa nhi bệnh viện, một tuần mổ phải 2-3 ca. Thì đứa bé mà lúc mới sinh ra, thì thường thường người ta sẽ nghi ngờ, người ta tầm soát ở những người phụ nữ sinh con đầu mà con gái ngôi mông. Em sinh bé ra nó rồi bé nèm biết tới giờ mà em không biết. Bây giờ em nhẫn bé vô đây. Lúc 1 tuổi cháu mới đứng dậy đi thấy cái giò nó bẹt. Mới xuống trung tâm chỉnh hình khám là cho lịch mổ là tới 6 tuổi mới mổ. Mổ này là được 4 năm. Cháu này là 10 tuổi. Các bác sĩ khuyến cáo, sau khi sinh, bác sĩ sản khoa cần soi chân để kiểm tra cho trẻ. Nếu có nghi ngờ về bệnh trật khớp háng bẩm sinh, thì cần đưa trẻ đi siêu âm tầm soát để có thể phát hiện và điều trị kịp thời. Thì một đứa trẻ mà trật khớp háng bẩm sinh đó, thì thường thường nó có sẽ là một cái dị tật rất là nặng về chức năng, nhất là ở chi dưới. Thì các nguy cơ nhiều nhất của nó sẽ dẫn tới một cái biến chứng là trên lệch chi. Đứa trẻ nó đi nó sẽ bị ngắn chi, và hai nữa khi mà lớn lên khoảng 20 tuổi thì nó sẽ, nếu mà không điều trị tốt thì nó sẽ có hiện tượng thoái hóa khớp rất là sớm và dẫn tới một cái nguy cơ là đôi lúc mình phải thay khớp háng sớm, không có lợi cho một người bình thường. Chính vì vậy cho nên đối với một đứa trẻ mà trật khớp háng bẩm sinh thì cần phải phát hiện sớm và điều trị sớm. Các bác sĩ cũng lưu ý sau giai đoạn phẫu thuật, phụ huynh cần tập vận động cho trẻ theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài ra, trong giai đoạn đầu tháo bột, cần chú ý tránh để trẻ vận động quá sức hoặc bị chấn thương, vì đây chính là nguyên nhân khiến trẻ có thể trật khớp háng trở lại. Tận dụng những khu đất trống, thời gian gần đây, người dân ở khu vực thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã trồng thành công nấm rơm. Công việc này giúp nhiều hộ dân có thu nhập khá. Để chất nấm rơm, mỗi công nấm rơm, người dân phải mua rơm cuộn với giá 22.000 đồng một cuộn. Bình quân mỗi công đất, chi phí mua rơm và meo khoảng 20 triệu đồng. Sau 20 ngày chất rơm và tưới nước, sẽ tiến hành thu hoạch nấm. Mỗi công nấm rơm nếu đạt năng suất, mỗi ngày thu hoạch hơn 100 kg. Do thời điểm này đang vào mùa khô nên giá nấm khá cao. Thương lái đến tận vườn thu mua với giá hơn 50.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, mỗi công nấm rơm, người trồng thu lợi hơn 50 triệu đồng chỉ trong khoảng 2 tháng. Sau khi trồng nấm xong, tận dụng phần rơm thừa, người dân làm phân để trồng các loại cây hoa màu ngắn ngày cũng giúp tăng thêm thu nhập. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý.
Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ Hà Văn Thắng, 34 tuổi và Phạm Quang Hùng, 29 tuổi, đều ngụ xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an thành phố Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân ở phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 11 cây hoa lan phi điệp đột biến được trồng trong chậu, trị giá thiệt hại theo bị hại khai báo là hơn 1,5 tỷ đồng. Bằng nghiệp vụ điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa đủ chứng cứ cáo buộc Hà Văn Thắng và Phạm Quang Hùng là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp hoa lan. Tại cơ quan công an, bước đầu Thắng Hùng khai nhận đã trộm cắp. Ngoài ra, cả hai khai nhận cũng đã thực hiện nhiều phi vụ trộm lan khác ở địa bàn thành phố Thanh Hóa. Ban đêm, hai nghi phạm này đeo khẩu trang, bịt kín mặt, sử dụng thang chuyên dụng để trèo tường vào nhà dân, dùng kim cộng lực phá cửa để trộm cắp lan. Công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ 27 chậu lan đột biến các loại. Thưa quý vị, sáng nay, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giam đối tượng Trương Công Định, 35 tuổi, trú tại xã Ea-drông, thị xã Buôn Hồ. Định là đối tượng 12 năm trốn truy nã về hành vi đâm người khác trọng thương. Theo kết quả điều tra, vào năm 2009, Định cùng anh Phạm Thanh Sang, 39 tuổi và anh Đỗ Ngọc Nhàn, 38 tuổi, cùng trú tại xã Ea-blang, thị xã Buôn Hồ, có tổ chức ăn nhậu tại nhà anh Nhàn. Sau khi ăn nhậu xong thì cả ba rủ nhau đi uống cà phê. Khi đi, Định có cầm theo một con dao. Trên đường đi, anh Sang nói rằng Định nhỏ tuổi nên phải trả tiền uống cà phê. Tuy nhiên, Định không đồng ý nên giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn xô xát nhau. Lúc này, sẵn có men rượu trong người nên Định đã cầm con dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến anh Sang gục ngay tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tích là 30%. Riêng Định sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau gần 12 năm trốn truy nã tại thành phố Hồ Chí Minh lấy vợ và sinh con, đến nay Định được người thân và công an vận động nên đã ra đầu thú. Thưa quý vị, với 25 m2 sân thượng, một gia đình đã biến chúng thành một vườn cây với đủ các loại cây ăn trái và rau xanh. Đó là vườn cây của gia đình chị Lê Thị Ngọc Trân, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với hình ảnh thú vị từ sân vườn này quý vị nha. Đó là vườn cây của gia đình chị Lê Thị Ngọc Trân, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2011, chị Trân cùng gia đình bắt đầu đưa đất vào trong chậu cây và trồng một số loại rau thơm và cây ngắn ngày. Thấy không gian sân thượng và ban công còn trống nhiều, chị bắt đầu trồng thử các loại thân leo như bầu, bí. Thấy cây nào trồng cũng sai trái, chị Trân thử trồng sang các loại cây ăn quả lâu năm. Mình trồng cơ bản là hơn 50 loại cây, mà đa số mình trồng tất cả các loại cây đều là sai trái hết. Có đợt mình trồng dưa leo mình thu hoạch được 50 kg là suốt vụ luôn á, còn táo là trung bình là mình trồng một năm nó sẽ ra trái hai lần, một lần mình cũng thu hoạch cũng khẩm luôn á, là thu hoạch cỡ khoảng 30 kg táo. Để tiết kiệm không gian, chị Trân trồng các loại rau quả ưa mát ở một góc, góc còn lại nắng chiếu nhiều hơn, chị đặt các chậu cây ăn trái lâu năm. Trên sân thượng, chị lập dàn trồng nho, dưa gang, bầu bí và các loại cây ưa nắng khác. Những cây trái mình trồng trên sân thượng là hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu, và thậm chí là mỗi vụ mình trồng mình còn cho hàng xóm, cho bạn bè, láng giềng, bà con này nọ nữa sử dụng nữa. Khi trồng cây, chị Trân luôn ủ đất và trộn thêm một lượng phân hữu cơ, xơ dừa. Để diệt sâu bệnh, chị Trân tự ngâm các loại tỏi, gừng thành chế phẩm giãn nước. Gia đình chị cũng tự chế một hệ thống tưới nước tự động hẹn giờ. Khoảng không gian không lớn, lượng đất trồng bị hạn chế, nên công sức chăm cây phải bỏ ra nhiều hơn so với trồng cây trên đất vườn. Sau mỗi lần thu hoạch, chị Trân sẽ tiến hành cắt tỉa cành lớn, bổ sung thêm phân đối với các cây ăn trái lâu năm. Mình trồng chậu thì diện tích đất không nhiều, nhưng mình trồng dưới đất. Và mỗi cây đều có những cái giống như hạn sử dụng vậy đó. Ví dụ cây táo mình trồng khoảng chừng 5-6 năm thì nó sẽ ăn hết cái bộ rễ trong chậu á. Thì mình phải chiết cây để mình trồng những cây mới, giống mới, mình phải thay giống mới. Vườn cây trên sân thượng không chỉ đóng vai trò cung cấp rau quả, đây còn là nơi để gắn kết các thành viên trong gia đình, là nơi thư giãn của gia đình sau một ngày lao động và học tập mệt mỏi. Vợ chồng con cái cuối tuần có thể lên vườn nè, mình cùng thu hoạch rồi mình chăm cây,
có thể là những lúc mà thời gian mà vợ chồng đi làm bận rộn quá, mình không có tâm sự, mình không có nói chuyện với nhau được nhiều, thì những lúc lên vườn là mình sẽ chia sẻ được nhiều câu chuyện hơn. Con cái mình cũng nói chuyện với nó nhiều hơn, rồi bé có thể biết được những cái công việc nông dân, rồi trồng cây rồi này nọ, cho bé gần gũi với thiên nhiên. Thích cây nào trồng cây đó, và đặc biệt là không phải lo lắng về việc rau quả có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đó cũng là lý do để hơn 10 năm qua, vườn cây trên sân thượng của gia đình chị Trân vẫn luôn xanh tốt. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.